Rất nhỏ. Hang này rất nhỏ. Nhà đây. Có đường à? Có đường. Có hang không? Có ngách ngách không? Có ngách nó bé cực kỳ. Bé lắm à. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay bốn anh em chúng em sẽ lên hai cái hang để bắt rơi. Và một hang là hang anh và một hang là hang em. Hai cái hang này thì nghe mọi người bảo là rất là linh và rất là nhiều rơi. Nên là hôm nay tụi em sẽ lên trên đấy xem như thế nào và sẽ review lại cho mọi người xem. Và anh em đã tới cái hang này gọi là hang anh. Hang này rất là nhiều rơi. Và bây giờ anh em chuẩn bị vào trong cái hang này để bắt. Ngày xưa người dân nói cái hang này á là nơi trú ẩn của mọi người là để tránh giặc. Và trong này thường mọi người dân thường thường là bắt rơi với bắt rắn ở trong này để sinh sống. Đấy, bây giờ em nó vào thăm thính trước thì trong này rất là nhiều rơi và hang này rất là rộng. Hiện tại là ở đây là đang lên cái ngọn cái hang này là đang giữa ngọn núi rất sâu. Bây giờ anh em bắt đầu vào trong đấy quay chi tiết cho mọi người xem cái hang đấy có những gì. Nhiều rơi. Mọi người nghe cái gì không? Khi vào thì anh em phải gõ mấy tiếng để thông báo. Đây là hang rơi. Rất nhiều hóa thạch. Hang này rất sâu. Chia làm hai ngánh, hai đường. Bên đây. Bên đây. Hang này rất sâu. Ở dưới đây là nó. Động dưới sẽ rất sâu. Hang đây rất là nhiều rơi. Không biết rồi, biết đã đụng đầu rồi, biết đụng đầu rồi. Ở dưới đây là còn một góc nữa này. Đây, hang rơi đây. Đồ đồ án của nhà của hứa thôi. Anh em đang lên trên đấy để bắt. Đây là đây anh con nó này. Hang động này rất rộng. Núi thạch thì rất nhiều. Anh em vô đây đi săn rơi. Anh em đang xuống để đây, trên đây hai tầng. Anh em đang đi xuống dưới sâu hơn. Ra tới đây thì là một cái cửa hang khác khi mà nó nằm trên giữa ngọn núi. Vậy là tụi em đã đi leo lên từ dưới leo lên trên đây và ở đây là một cửa hang.
Ở trong hang này thì được người dân địa phương nói là ở trong đây là hồi xưa là rất nhiều rơi, như trong này rất nhiều rắn. Bây giờ mất ngoài được đâu. Bác ấy bà bảo là rơi hiện giờ là kiểu bị săn bắt nhiều quá nên là đã đi hết. Vui. Trời ơi, một con. Rồi, đây. Anh tìm được khẩu. Tìm được khẩu xuống rồi. Thế tôi nhập thông thông. Hai con. Bạn con. Đi xin đi, kìm bắn. Chúng ta phải đi và... Đi. Sau khi anh em lượn ở trong hang rơi đấy, hang này gọi là hang anh, rồi anh em sẽ xuất phát đi tới một cái hang nữa gọi là hang em. Mà ở nơi đấy, hang em thì cái chỗ nơi đấy được người dân người ta nói là chỗ đấy nó nơi linh thiêng hơn ở cái hang này. Hang này hang anh thì hang ở dưới là hang em. Anh em chuẩn bị xuất phát. Đang lượn xuống dưới để tới cái địa điểm hang em. Anh em đang chống mắt rừng, chống mắt rừng là rau mắt rừng để về nấu canh. Anh em đã tới cái hang em và bây giờ bắt đầu leo lên trên hang em đấy, rất là cao. Bây giờ bắt đầu anh em lên trên đó. Đây là vách núi của hang em và anh em đã tới cái hang này là hang em. Bây giờ anh em sẽ vào trong đấy coi ở trong đấy có rơi hoặc là có rắn gì không, và sẽ review lại cái hang em, hang động này cho mọi người biết. Tại vì người dân ở đây á là thường nói cái hang này là rất linh, mà rất nhiều điều khi vào đấy thì anh em có nhiều điều không thể nói được cho mọi người biết, nên là chỉ quay bằng tiếng không thôi, còn sẽ không nói gì bất cứ gì về cái sự linh thiêng ở cái hang này. Bây giờ anh em ta bắt đầu vào. Rồi, hello. Em để cái anh đèn qua bên kia một tí là anh thấy lắp đánh luôn này. Đó. Đấy là sao, là giống như sao trời luôn này. Anh em đang đi xuống lúc đầu vào lên trên, khi mà bây giờ đang dần dần đi xuống.
Đây có mảnh gỗ ngày xưa nặng lắm, cái này phải đến 7-8 cân đó. Gỗ gì đây? Không biết, phải đến 7-8 cân đó. Nặng lắm. Mà soi vô này nó có nổi gì không nè? Đây nó có cục u đây này. Nè. Có nụ luôn này. Nụ. Nụ đẹp đó, nhìn nó kiểu hồng hồng đó, kiểu hồng. Nhưng mà anh em sẽ không được bất cứ gì vào cái hang này. Thấy gì cũng không được lấy, tại vì mọi người nói ở đây là cái hang này là rất. Đấy, bây giờ anh em sẽ bò và di chuyển qua cái hang kia. Này là đang đi rất sâu. Đấy, anh em sẽ bò vào trong cái hang kia. Bên đấy có hang rộng hơn không? Hơi dốc hả? Hơi dốc. Giờ em sẽ chui vô review cho mọi người xem ở trong cái hang này, cái ngách hang này nối ra đâu. Và có những gì khu bò thì rất là hẹp kia mà vẫn bò được. Trên đầu là toàn là nhũ tài thôi. Cái bên này là rất nhỏ, nó cũng chỉ đủ bằng một người ngồi thôi. Qua ngách hang này, ở trên đầu toàn là những nhũ thạch trắng rất là đẹp. Em soi đèn vào đây cho mọi người xem. Đây, mọi người thấy không? Chỉ ngồi cồi co do thì ngồi được. Cái trong cái ngách hang này, nó đang còn rất sâu trong bên trong này. Toàn nhũ thạch thôi. Rất tối, hơi khó thở. Hang này rất sâu à. Hai anh em đã đi từ khu ở trên đầu đi xuống dưới lòng đất rồi. Bây giờ em sẽ chui ra để review cái ngách tiếp theo cho mọi người xem. Anh em đang bỏ ra. Rất sâu. Giờ em sẽ đi qua ngách hang khác coi có trong nó có cái gì. Anh em đã thấy một cái ngách hang khác, coi cái ngách hang bên kia nó có cái gì không. Giờ anh em đang bò theo. Rất nhỏ, hang này rất nhỏ. Có đường có hang không, có ngách không? Có ngách nhỏ, bé cực kỳ, bé lắm à. Anh ở ngoài này, anh được em chui ra thôi. Hàng này đó là cái ngõ này đó, ngõ cụt rồi, không thể đạt nữa, không thể ấy được nữa, nên là hai anh em quyết định quay ngược ra và lên trên cái ngách trên coi có cái gì không. Rồi đi ra đi. Cái con này không biết con này là con gì trời, con này có độc nữa. Này, bây giờ bắt đầu anh em lại trèo ngược lên vào để vào trong cái khu rơi ở với lại chuột. Ở đây rất là nhiều chuột. Cái ngách lớn không, bò được không? Ui nhiều chuột bay ra lắm. Ui nhiều chuột lắm. Bây giờ anh em đã thấy được ổ rơi và anh em bây giờ là sẽ bắt. Chuyến đi lần này là thứ nhất là đi bắt rơi, và thứ hai nữa là sẽ review cho mọi người xem cái hang, hai hang động anh và hang động em. Bây giờ em sẽ trèo lên trên đây. Anh em đang bò càng lên cao. Cái hang này càng lên trên thì cái độ rộng nó càng ít, nên là phải bò hoặc nằm là mới tới được cái điểm rộng hơn. Anh em đã bỏ qua được cái chỗ rộng hơn. Rất là đẹp, khu này rất là đẹp. Ở dưới là toàn đá kim tuyến không mọi người. Đó, giống như là một bầu trời sao đầy sao. Mình có tí ánh đèn vô là sẽ nó sẽ phát sáng lắm.
trên, lên trên cao nữa. Và anh em bây giờ đang ngồi nghỉ mệt. Còn anh này là người dân bản địa ở đây đang hướng dẫn cho anh em về cái ngọn núi này. Ở đây đi thì phải có người bản địa, người ta sẽ chỉ bảo cho mình ít kinh nghiệm để đi vô cái hang em này. Anh em đang leo tới thêm một cái ngách hang ở trên nữa. Càng vô trong đây thì cái không khí nó càng ít đi. Anh em đang cảm giác nó thấy kiểu hơi ngột thở. Và sau khi anh em đã lên leo lên trên là hết đường rồi. Bây giờ anh em bắt đầu quay ngược trở ra, tại vì khi càng lên trên đây thì cái hang nó nhỏ đi và cảm giác là rất ngạt thở, nên là anh em bắt đầu chui ra để đi xuống. Xem như là hôm nay anh em không bắt được gì, cái hang này xem như là review cho mọi người biết về cái hang em này, rất là rộng. Nói chung là không thể quay hết được cho mọi người người thấy, nhưng là cái hang này rất nhiều ngách và rất là nhiều hóa thạch nhũ. Anh em đang phải leo xuống để ra khỏi cửa hang, tại vì khi lên trên thì không có đường nào leo lên, nên là anh em phải dùng thân tre để leo. Giờ anh em bắt đầu leo xuống để ra khỏi hang động. Bây giờ anh em đã ra khỏi cửa hang em. Bây giờ anh em sẽ kết thúc video tại đây. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video của tụi em, và mong mọi người cho tụi em một nút đăng ký và một nút subscribe. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye mọi người.